Dạ, em chào cả nhà mình đã quay trở lại khu vườn mai Phúc An của em cả nhà. Ngày hôm nay cả nhà em tiếp tục giao lưu mai giống đến cả nhà mình nha. Và cái mã số đầu tiên ngày hôm nay bên vườn nha cả nhà, đó là mã B26 cả nhà. Dạ B26 thì bên vườn sẽ tiếp tục giới thiệu với mình giống cúc hoa hồng thanh tú nha cả nhà. Hàng này là hàng gốc bứng nè, mình có thể chơi tết nè, lấy bo hoặc là trồng đất đều rất là ok cả nhà ha. Rồi cây thì nó như thế này cả nhà, tàn rất là xum xê nha. Dạ cây hiện tại thì nó đang tạo nụ cho mình chơi tết nha cả nhà. Rồi khi mà mua cây này thì em sẽ tặng cả nhà mình một cái combo siêu lân tạo nụ luôn nha cả nhà. Rồi cây thì ghép gốc bứng như thế này nha cả nhà. Dạ cây này thì hoành là 15 cm cả nhà. Hoành 15 ha, và cái chu vi cũ của nó là 35 cả nhà. Và chiều cao là 40 cm nha. Tàn ngang là 45 á cả nhà. Rồi cây cũng khá ok cả nhà ha, nó rất là xanh mướt nha cả nhà. Rồi lá nè, lá non thì màu đỏ thế này cả nhà ha. Và khi nó già cái cơi đọt cả nhà thì nó sẽ màu xanh nha. Và khi ra tiếp tục đọt non thì vẫn là màu đỏ cả nhà. Đây ha, lá nó rất là đẹp cả nhà. Hiện tại thì cây nó đang tạo nụ nha cả nhà. Nó tạo nụ, nó núp trong những cái mắt lá cả nhà. Đây ha. Rồi cả nhà, cái này về em tạo, em tặng cho mình thêm một cái phân tạo nụ nữa cả nhà, rất là ok ha. Dạ cây này thì bữa hổm nó có ra hoa gió rồi cả nhà, hoa rất là chuẩn và đẹp nha. Dạ rồi đây là cái gốc của nó cho cả nhà mình xem kỹ ha. Dạ hàng này thì ghép gốc bứng cả nhà. Dạ cái này ghép được, cây này ghép được hai mắt bo nha. Dạ cây này ghép hai bo khá là cứng cáp luôn cả nhà. Rồi cái này mình chơi tết nha cả nhà, hàng này hàng chơi tết nha, nó có nụ cho mình chơi tết nha cả nhà. Rồi cây này mã là B26 nha, vườn giao lưu với nhà mình đó cả nhà. Rồi cây này giá là 570.000 nha, vườn sẽ bao phí vận chuyển cho mình cả nhà, tặng luôn một siêu lân tạo nụ nha. Rồi giá 570 vườn bao phí vận chuyển cả nhà, cái gốc của nó khá là duyên dáng nha. Rồi cả nhà, mã số B26 bên vườn nha cả nhà. Dạ cả nhà ơi, tiếp theo là cái mã B27 bên vườn cả nhà. Dạ B27 thì em sẽ giao lưu với mình nha. Đây là cặp cúc nhị dài nha cả nhà, hàng này 2,5 mùa liền cốt nha. Dạ cặp cúc nhị dài này cả nhà nụ quá trời luôn ha. Cái vàng nụ của nó là xum xuê luôn cả nhà. Dạ hàng này mình về mình chơi tết nha cả nhà. Rồi ha, em cho cả nhà xem vàng nụ của cây cúc nhị dài này nha. Nó cả nhà nhìn rất là mê luôn nha. Đây cả nhà. Dạ cây cao tầm 50 cm nha cả nhà. Rồi ha. 2,5 mùa liền cốt cả nhà. Đây cái gốc của nó cả nhà ha. Đây hai gốc liền cốt nha cả nhà. À cái này chỗ này là tược rừng nè, em vừa lãi cái tược rừng của nó nha. Đây gốc của nó khá là to ha cả nhà. Rồi đây nè. Đây là gốc của cây cúc nhị dài nha. Dạ cúc nhị dài thì cái hoa của nó cũng khá là đẹp cả nhà, rất là nhiều cánh nè. Và cái nhụy của nó cả nhà, cái nhụy của nó dài hơn cúc thọ hương cả nhà, nó cũng na ná hoa cúc thọ hương nha. Hoa màu vàng rất đẹp cả nhà, rất là nhiều cánh nha. Và cái nhụy nó dài hơn hoa cúc thọ hương cả nhà nên gọi là cúc nhị dài nha. Cái điểm đặc biệt đó cả nhà, cái hoa này nó cũng rất là lâu tàn cả nhà, và cái nhụy nó dài dài nhìn rất là lạ mắt cả nhà. Nhìn cũng rất là đẹp nha cả nhà. Rồi nếu mà mình chưa có giống thì mình sưu tầm mấy cả nhà. Đây cả nhà, cây rất là ok cho mình nha. Nó cả nhà, cái vàng nụ của nó nè. Quá trời cái vàng nụ luôn. Cái này là full nụ luôn cả nhà, quá tí luôn. Rồi cả nhà ơi, cặp này thì em sẽ giao lưu với nhà mình á. Dạ giá là 550 thôi. Em bao phí vận chuyển nè cả nhà, giá 550 nha. Em bao phí vận chuyển nha. Rồi cặp cúc nhị dài nha cả nhà. Rồi đây là em còn một cặp duy nhất luôn cả nhà. Bên em thì hết hàng cúc nhị dài cả nhà ha. Cặp này là cặp cuối cùng bên vườn nha. Rồi cả nhà mình thích thì mình giao lưu nha cả nhà. Dạ cặp này 550 vườn bao phí vận chuyển nha. Cúc nhị dài 2,5 mùa liền cốt nha cả nhà. Dạ cả nhà ơi, tiếp theo là mã B28 bên vườn cả nhà. Dạ B28 là một cặp dảo nhung 3 mùa liền cốt nha cả nhà. Dạ hàng này thì mình chơi tết rất là ok nha. Dảo nhung thì hoa chùm cả nhà và bông rất là thơm cả nhà ha. Số lượng cánh hoa thì từ 8 đến 12 cánh nha cả nhà. Một dòng dảo mà mang đặc trưng là mùi rất là thơm cả nhà, và cánh hoa rất là to nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, cái hàng này là 3 mùa liền cốt nha. Dạ lúc trước thì em có giao lưu với cả nhà mình á, một cặp dảo nhung mã B40 cả nhà. Thì có một số cô chú ở nhà điện thoại em chốt cặp đó cả nhà, nhưng mà chốt trễ cả nhà nên là có khách chốt trước rồi á. Thì hôm nay mình bắt gặp được cái clip này của em cả nhà, thì mình nhanh tay mình chốt giùm em nha. Dạ cặp này thì em lựa cho mình rất là đều cả nhà và rất là đẹp luôn ha. Đây cả nhà. Nó, đây là cái gốc của nó cả nhà ha. Cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà, hoàn toàn liền cốt nha. Đây cành nhánh xum xuê uốn nhánh lông cho mình luôn. Cái này là nụ kim rất là nhiều nha cả nhà. Hàng này mình chơi tết ok ha. Dạ có nụ cho mình nha. Dạ cặp này vườn sẽ giao lưu với mình là 600.000 nha, vườn bao phí vận chuyển cả nhà. Dạ cái này cao là 50 cm nha cả nhà, 50 cm ăn lên nha. Và tàn ngang của nó là trên 40 cm nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, em sẽ quay cái cặp này một vòng cả nhà mình xem nha. Đây cả nhà, cây rất là to nha cả nhà.
Rồi mua hàng bên em thì mình được kiểm tra cây cả nhà trước khi thanh toán nha. Đây cả nhà, ở phía trên cái tàn của nó như thế này nha cả nhà. Rồi cặp này rất là đẹp luôn cả nhà, mã số là B28 bên vườn nha, giá 600.000 vườn bao phí vận chuyển một cặp giống nhung nha cả nhà. Dạ tiếp theo là mã B29 bên vườn cả nhà. Dạ B29 là một cặp cúc Tân Châu cả nhà, hàng này già mùa cả nhà, hàng này ba mùa liền cốt nha. Rồi đế thì đế nơm và củ nở cả nhà ha. Cây rất là ok cho mình nha cả nhà. Hàng liền cốt thì rất là đẹp ha. Dạ cúc Tân Châu thì nó có mặt hoa cho mình luôn nè cả nhà. Đây ha, rất là đẹp cho cả nhà. Hoa nó xoắn xoắn lại nhìn khá là dễ thương cả nhà ha. Dạ có cái hoa xoắn cả nhà, có cái hoa thì nó không xoắn nha. Hoa tròn tròn cũng dễ thương cả nhà ha. Đây cả nhà, mỗi cây thì cái mặt hoa nó sẽ có khác một xíu nha cả nhà. Đây ha, cúc Tân Châu rất đẹp nha cả nhà. Số cánh của nó là trên 30 cánh cả nhà ha. 24 cánh nè, đến 36 cánh nha. Cái này là hoa gió cả nhà ha. À, hoa mà nó bung một lượt tết nó nở cả nhà đủ sức á cả nhà, thì hoa nó sẽ to hơn rất là nhiều ha. Đây cả nhà, cái này thì hàng mình chơi tết nha cả nhà, hàng rất là sum xuê luôn. Cây thì hiện tại đang có nụ kim khá là nhiều luôn cả nhà. Rồi ha, gốc thì liền cốt hoàn toàn nha. Dạ hai cây này thì em sẽ giao lưu với mình, giá là 550 nha, vườn bao phí vận chuyển cho mình cả nhà. Rồi ha, cúc Tân Châu ba năm mùa liền cốt cả nhà. Đây ha, em cho cả nhà mình xem nha, cây rất là ok cả nhà ha. Chiều cao trung bình của cây nha cả nhà là 50 cm nè. Rồi 50 cm ăn lên nha, đế nơm quái nè cả nhà, rất đẹp nha. Dạ cái này mua về thay chậu nha cả nhà. Đây cái củ nở cả nhà ha, rất là đẹp luôn. Dạ cặp cúc Tân Châu này vườn giao lưu với mình giá là 550 vườn bao phí vận chuyển nha. Dạ cái này này bao giống bao mặt hoa cho mình luôn nha. Đây cây rất là to nha. Đây cây rất đẹp cho mình luôn. Đây cúc Tân Châu xum xê nha, có mặt hoa cho mình luôn, rất là đẹp luôn và nụ rất là nhiều luôn. Rồi 550 vườn bao phí vận chuyển nha, mã B29 bên vườn nha cả nhà. Rồi tiếp theo là mã số B30 bên vườn. Dạ B30 bên vườn thì em sẽ giới thiệu với mình ha, đây là cúc Bạch Mai nha cả nhà. Cúc Bạch Mai này em ghép là ghép gốc bứng nè cả nhà. Rồi cây nó như thế này ha. Dạ cây này hoành là 11 nha cả nhà, và cao là 30, tà ngang của nó cũng là 30 luôn nha cả nhà. Rồi ha, cho mình xem nha, đây cúc Bạch Mai bên vườn nha. Cái này thì bao chuẩn giống cho cả nhà mình nha. Dạ hàng này mình về mình lấy bo được liền á cả nhà. Cái này em ghép 3 mắt bo cả nhà. À dạ xin lỗi cả nhà, 2 mắt bo nha. 2 mắt bo mà nó chìa ra rất là nhiều cả nhà, nhiều nhánh rất là đẹp nha. Dạ cúc Bạch Mai này nó đang ôm nụ nha cả nhà. Đó, nó đang ôm nụ nha cả nhà, nó hai cái nụ bự chảng luôn nha cả nhà. Rồi em cho cả nhà mình xem nó ôm rất là nhiều nụ á cả nhà. Đây một mắt lá là một cái nụ nè cả nhà, thấy không? Đây cả nhà. Ở trong hốc là bên kia cũng có nụ nữa cả nhà. Đây, chỗ này nè. Nó cả nhà. Cây này tầm mà đếm đếm cả nhà, cái này nó tầm chục nụ cả nhà. Nó cây này có chục nụ á. Cái này mình về cả nhà mình xịt Atonis cho nó ha cả nhà, định kỳ tuần xịt lần ha. Rồi mình tưới dưỡng rễ cho nó nha cả nhà. Rồi mình tưới đạm cái ha, mình chăm sóc đơn giản thôi cả nhà, cho nụ nó phát triển tự nhiên nha. Đây là cúc Bạch Mai cả nhà, giống mới ha, giống này đáng siêu tầm nha cả nhà. Hoa rất đẹp nha. Hoa cúc Bạch Mai từ 24 cánh trở lên cả nhà, em có một cái hoa nó ra được khoảng chừng 30 cánh cả nhà. Hổm đếm là 30-31 cánh gì cả nhà. Rất là đẹp luôn. Rồi những ai yêu thích dòng cúc Bạch Mai cả nhà thì mình sưu tầm hết cả nhà. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với nhà mình, giá là 650 nha, vườn bao phí vận chuyển cho mình luôn. Dạ cây hoành 11 nè. À, cao 30 và tàn ngang của nó là 30, em ghép 2 mắt bo nha cả nhà. Rồi ha, cây này ghép được 6 tháng nha cả nhà. Rồi nó có nụ cho mình luôn nha, tầm đựng chục nụ nha cả nhà. Rồi cây này 650 vườn bao phí vận chuyển cho mình nha. Mã số là B30 bên vườn cả nhà. Dạ tiếp theo là mã số B31 bên vườn nha cả nhà. Dạ B31 bên vườn là một combo siêu xịn sò luôn cả nhà. Rồi 5 cây cúc thọ hương cả nhà, hàng này mình chơi tết nè, lấy bo trồng đất đều rất là ok cả nhà ha. Cây là được quấn rễ cả nhà, ghép gốc bụi chảng luôn nè. Rồi 5 cây như thế này cả nhà 500.000 vườn bao phí vận chuyển cho mình luôn nha. Bây giờ lấy từ từ xuống nè cả nhà, cái tàn nó nhiều quá đi. Cái cây nó cũng to nữa cả nhà, để vô cái đồ xoay cả nhà để không hết. Đây cả nhà, cây cao tầm khoảng chừng 40 cm ăn lên cả nhà ha. Cả nhà nè, cái gốc ghép của nó cả nhà bụi chảng luôn nha. Dạ nó liền được 90% luôn cả nhà. Đây nụ cả nhà nè, trời ơi cái này chơi tết là mê luôn cả nhà. Mặc dù cây nó rẻ tiền cả nhà ha, 100.000 cả nhà ha, nhưng mà cây là đáng đồng tiền bất gạ luôn cả nhà. Nó chắc chắn lắm cả nhà, nó già mùa ha. Và cái cây cả nhà bao bông cho mình luôn nha. Cúc thọ hương này khoảng chừng 5-7 ngày nó mới tàn cả nhà. Cây rất là đẹp luôn, uống dáng lông cho mình luôn cả nhà. Rồi em cho cả nhà mình xem từng cây nha, để em cho cả nhà xem từ từ.
Em rút như vậy em sợ nó rớt này cả nhà. Nín thở luôn. Rồi cả nhà ha, được quấn rễ rất đẹp nha. Đây cả nhà. Cây nào thì nó cũng xum xuê hết trơn cả nhà. Đây nè. Đó, cái tàn đó cả nhà. Đây nè, nó trời ơi cái nụ này cả nhà quá trời luôn ha, gốc quấn rễ cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, đây cả nhà. 5 cây nha, giá 5 cây thì giá 500 vườn bao phí vận chuyển cho mình luôn. Giá này là chánh tông là cúc họ Hương cả nhà, cây rất là đẹp luôn nha. Bán thì bao giống cho cả nhà mình luôn ha, mình yên tâm nha cả nhà, bao hoa mà bao giống rồi thì cả nhà mình còn gì mà phải ngần ngại nữa nha cả nhà. Rồi cây rất là đẹp luôn, lấy bo vô tư luôn cả nhà. Trồng đất cũng vô tư luôn. Cây xum xê nha. Rồi cây cuối cùng nè. Trời ơi nó có một cái củ chà bá ở chỗ này luôn cả nhà. Nó, cây quái, củ quái luôn cũng nở đẹp luôn cả nhà ha. Cái này chắc dáng hình thú quá cả nhà. Đây, hình thú luôn nè. Rồi cả nhà ơi, mã này 500 ngàn vườn bao phí luôn cả nhà, 5 cây nha. Giờ sắp không biết sao để lên nữa nè. Để em để mình từ từ cả nhà xây cái nhà mình xem mới xây được không nè. Sợ rớt quá. Rồi cả nhà ơi, 5 cây 500 vườn bao phí vận chuyển nha cả nhà, không dám để lên nữa sợ bị rớt. Đây nè cả nhà ha. Rồi mã số B31 bên vườn nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, tiếp theo là cái mã B32 bên vườn nha cả nhà. Dạ B32 thì em sẽ giao lưu với mình nha cả nhà, một cặp thanh mai hai mùa liền cốt nha. Thanh mai hoa xanh cả nhà, hoa xanh và bông chùm cả nhà, hoa nhỏ nhỏ dễ thương cả nhà ha. Lá của nó rất là dày đặc luôn cả nhà, hoa thì nụ khít nha. Rất là dễ thương luôn cả nhà mình. Dạ cặp này 3 mùa liền cốt nha cả nhà. Ôi xin lỗi cả nhà, 2 mùa liền cốt ha. Dạ hiện tại thì nó đang đi nụ nè cả nhà, nó có nụ lên cho mình chơi Tết nha. Nụ nút rất là nhiều luôn cả nhà ha, nó khít nó nhặt như thế này nè. Rồi hàng quấn rễ cả nhà ha. Cái này thì liền cốt hết rồi, dèm gỡ này ra giùm em nha cả nhà. Đây cả nhà, đó, quấn rễ rất là đẹp nha. Dạ cặp này nó cao tầm khoảng chừng 50 cm nha cả nhà, nó bự hơn cặp ngày hôm qua một xíu cả nhà. Cái cặp mã 22 á cả nhà, bự hơn cặp đó một xíu nha cả nhà. Rồi cặp này là 32 nha cả nhà, B32 nha. Dạ cặp này thì nó bự hơn xíu, em sẽ giao lưu với mình giá là 350 nha, vừa bao phí vận chuyển cho mình nha cả nhà. Thanh mai nha cả nhà, hoa rất là đẹp nha, dòng một dòng hoa xanh cả nhà và rất là thơm bông chùm á cả nhà. Rồi mình thích thì mình sưu tầm nha cả nhà. Cái hàng thanh mai mà được hai mùa liền cốt cả nhà và nó xum xê như thế này thì em không có nhiều cả nhà. Em có khoảng chừng chục gốc là hết rồi cả nhà. Tại vì em cái hàng này không có cả nhà, kiếm rất là cực luôn á cả nhà. Thì em kiếm được khoảng chừng vài chục cây em giao lưu với cả nhà mình thôi nha cả nhà. Cái hàng này là hàng em sưu tầm cả nhà ha. Cái hàng này bên vườn thì khoảng chừng một mùa là bán hết rồi cả nhà, không có hàng hai mùa như vậy nha cả nhà. Rồi ha, cả nhà mình thích thì sưu tầm nha. Dạ là giá là 350, vườn sẽ bao phí vận chuyển cho mình cặp này nha, mã số là B32 nha cả nhà. Rồi thanh mai nha, xoay một vòng cả nhà mình xem nha. Cao 50 cm, hai mùa liền cốt cả nhà. Rồi cái mã B33 nha cả nhà. B33 là cái mã cuối cùng ngày hôm nay của clip này nha cả nhà. Rồi ha, em cho cả nhà mình xem cả nhà. Đây là một cặp giảo tự xoắn cực kỳ dễ thương cả nhà. Hàng này mình để bàn chơi Tết nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Dạ cây xum xuê cả nhà ha. Đây cả nhà mình lấy bo cũng được ha cả nhà, nó có nụ cho mình chơi Tết nè cả nhà. Nó hoa nó sẽ nở theo cái từng cái tua xoắn như vậy nè cả nhà, nó rất là mê luôn nha. Đây cả nhà, em vào chậu cho mình rồi nè cả nhà, về mình chỉ cần để bàn mình chơi Tết cả nhà mình chăm ha. Vào một cái chậu mini rất là cưng nha cả nhà. Đây cho cả nhà mình xem á, nó không có to nha cả nhà. À, cái gốc của nó cả nhà, gốc của nó bằng ngón tay cái của em á, cái thân đi lên thì nó nhỏ hơn xíu, thân đi lên chắc cần cỡ ngón út ha cả nhà. Nhưng mà cây nó xum xuê cả nhà, nó đẹp ha. Nó có nụ cho mình chơi Tết luôn nha cả nhà. Rồi hai cái cặp, hai cái cây này rất là duyên cả nhà. Cái gốc rất là duyên nha. Đây em đã thay chậu cho mình rồi nha. Cái này về chăm sóc nha cả nhà. Đây cây rất là ok luôn cả nhà. Cái hàng này ghép cũng lâu rồi nha cả nhà, xoắn này là em ghép được một mùa cả nhà. Rồi ha, nó có nụ cho mình chơi Tết nha cả nhà. Cái này để bàn cực kỳ đẹp luôn cả nhà ha. Để bàn làm việc nè cả nhà, để bàn văn phòng ha, bàn trà, bàn uống nước cả nhà, nhìn rất là duyên luôn cả nhà. Xoắn thì nó sẽ rủ theo từng cái tua này cả nhà. Hoa xoắn rất đẹp cả nhà, hoa từ 8 đến 12 cánh cả nhà ha. Rất là đẹp luôn, hoa khích khích đó cả nhà. Rồi cả nhà ơi, cặp này thì em sẽ giao lưu với nhà mình giá là 370.000 nha, vườn bao phí vận chuyển cho mình nha. Đây là cặp giảo tự xoắn nha cả nhà. Rồi 370 vườn bao phí vận chuyển cho mình nha cả nhà. Cây rất là dễ thương luôn nha. Dạ 370 thì em sẽ tặng cho mình cả nhà một cái siêu lân tạo nụ nha cả nhà. Nếu mình không lấy siêu lân tạo nụ thì em tặng cho mình một combi vượt đọt nha. Combi sữa cả nhà, vượt đọt xịt cho cây chăm sóc nha cả nhà. Rồi có quà khuyến mãi kèm theo nha cả nhà. Rồi mình thích thì mình liên hệ em nha.
Dạ đây là mã là B33 bên vườn nha cả nhà. Rồi một cặp dạo tử xoắn cả nhà, hàng để bàn chơi Tết rất là hay cưng luôn. Rồi cả nhà, hôm nay thì em giao lưu với mình một số mã ha. Cả nhà liên hệ em qua số điện thoại là 0984 955 952 nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà mình ha, và hẹn gặp lại trong video tiếp theo của em nha cả nhà.